xa thu lầm thay út ta mang ghê nào quanh đê hăng ba đa ba đi tu tăng mà măng con xin hết lòng thanh kính cúi đầu được Phật con chi thanh các tội lỗi mà con vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con Út ta mang ghê na quanh đê hăng thăm mang cha đua thăm và răng bút thê bút thê bút mê vô cà lì tô đô sô thăm mô kha ma tu tăng ma măng con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo là pháp thân và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo xa thì ấy cho con út ta măng ghê na quanh đê hăng sang thân chơi thô ta măng sang khế vô Cà lì tô đô sô thắng khô kha ma tu tăng ma măng con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con và con tâm phương con kính đi đầu lĩnh lễ và con rất là tri ân sư Huy Niệm đã hoan hỷ truyền tâm quy ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Và bây giờ sau đến cái phần thỉnh pháp sư mà con đã thấy Nguyên Như với lại là Nguyên Trang và con xin nhân viên viết lại cho hai vị này để thỉnh pháp sư và phía phước đồng đều. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con Nguyên Như, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Huy Niệm, con xin kính lễ cô Tu Nữ Tuệ Duyên. Con kính chào ông Năm bà Năm và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để lĩnh để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa brahma cha lô ca thi ba ti sa hầm ba ti ca tăng cha li ăn thi hòa rằng a da cha tha sanh tì tha sanh tâm bà ra chắc kha cha tì ca đệ sê tu thầm măng anu cầm bi măng ba chăng sanh thầm ma phê rinh quy nhà văn cha ca văn Sùa tăng cha bành thăng a phì thăm mà chấm măng a cô ta danh tu cha tu sắc cha đành đặng bà bố tha này dê ba ri xa và mạnh chê Ê quang xà hâm bà ti Brahma pha ga quanh tăng a da cha ta tuân hi phà quê nà tăng bùa thô cà ruột nhê na thì qua xa gia tăng ha quốc tha gia ba đê na Mi ga da yang ta to ga to ban cha wang ya da yo nei je a mang ba je si tham ma to
ta tô ba phu ti sam bu tho anu na tham ma de sang ma kha wa sa ni se de se si sắc ta năng an la si tha căng tê na sa thu a yo phan tê đề xê tu thâm ma đề sa năng sâm ba di tha ba ri sa ya anu cam bam bi ca ta quê. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời trơn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ơn phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự đi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được, trí tri vẹn toàn. Dạ Nguyên Như con xin thay mặt đạo tràng, kính thỉnh Pháp Sư Huy Niệm lên giảng dạy cho chúng con bài học của ngày hôm nay ạ. Con xin kính thỉnh sư. Dạ, kính thánh lễ đại đức Thanh Tâm cùng chư tôn đức, xin chào quý vị Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp tục bài học ngày hôm qua. Hôm qua tới giờ sư bận giảng ở bên kinh Bút Thát Thâm Má, cho nên sau khi giảng xong bỏ sách ra nằm nghỉ tí xíu cho tới sáng, cho nên sáng lu bu thì cũng chưa có coi kỹ lại nhiều về cái phần bài học, nhưng mà thôi cũng không sao, có bao nhiêu thì xài bấy nhiêu, tặng như vậy cũng được. Hôm nay mình sẽ học về hai đoạn. Hôm qua mình học đoạn số 5 rồi, hôm nay mình sẽ học hai đoạn thôi, đó là đoạn số 6 và đoạn số 7. Đúng ra suy tính để cho hôm nay chúng ta học đoạn số 6 thôi, nhưng mà nó sẽ bị lỡ cỡ, phải thêm số 7 nữa mới được, bởi vì nó liên quan với nhau. Còn từ cái đoạn số 8 trở lên thì lúc bây giờ nó lại đi qua một cái vấn đề khác rồi, cho nên chúng ta có lại sau. Bây giờ thì không biết ở trong lớp học chúng ta đã có ai có chuẩn bị chưa? Thì quý vị có thể giúp sư đọc cái phần chánh văn đi, đoạn số 6 và đoạn số 7 rồi. Sau đó sư sẽ trình bày cho quý vị. Trong thời gian đó sư cũng coi lại một số những điều mà cần thiết, bởi vì hôm nay chúng ta phải nói đến một chút vấn đề về quy trình tâm pháp rồi, mình không bỏ được cái đó rồi. Mà bây giờ lớp học của mình á, nếu mà đi chi tiết vào cái này sâu thì nó cũng không có phù hợp, cho nên sư phải xem những cái gì cần nói và những cái gì cần phải để lại. Bây giờ không biết cô Nguyên Như hay là cô Nguyên Trang. Rồi bây giờ xin mời cô Nguyên Trang. Nam mô Bích Thay Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Sư Huy Niệm, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào đạo tràng. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con lắng nghe phần chánh kinh câu số 6. Đức vua đã nói, thưa ngài Nagasena, sự hiểu biết có thể đạt được hay không? Tâu đại vương, sự hiểu biết ấy là cái gì? Thưa ngài,
sự sống ở nội tâm, nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, nghe âm thanh bằng tai, ngửi mùi bằng mũi, nếm vị bằng lưỡi, chạm cảm xúc bằng thân, nhận thức cảnh pháp bằng ý. Giống như chúng ta ngồi ở đây, trong tòa lâu đài, muốn nhìn bằng cửa sổ nào thì có thể nhìn bằng cửa sổ ấy. Chúng ta có thể nhìn bằng cửa sổ hướng đông, chúng ta cũng có thể nhìn bằng cửa sổ hướng tây, chúng ta cũng có thể nhìn bằng cửa sổ hướng bắc, chúng ta cũng có thể nhìn bằng cửa sổ hướng nam. Bạch Ngài, tương tự y như thế, sự sống này ở nội thân, muốn nhìn bằng cửa lớn nào thì nhìn bằng cửa lớn ấy. Vị trưởng lão đã nói rằng, Tâu Đại Vương, tôi sẽ nói về năm cửa lớn, ngũ môn, năm giác quan. Ngài hãy lắng nghe điều ấy. Ngài hãy khéo chú ý, nếu sự sống ở nội thân, nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, giống như chúng ta ngồi ở đây, trong tòa lâu đài, muốn nhìn bằng cửa sổ nào thì có thể nhìn bằng cảnh sắc bằng cửa sổ ấy. Chúng ta có thể nhìn bằng sắc, chúng ta có thể nhìn cảnh sắc bằng cửa sổ hướng đông, chúng ta cũng có thể nhìn cảnh sắc bằng cửa hướng tây, chúng ta cũng có thể nhìn cảnh sắc bằng cửa sổ hướng bắc, chúng ta cũng có thể nhìn cảnh sắc bằng cửa sổ hướng nam. Như vậy, với sự sống này ở nội thân, cảnh sắc có thể được nhìn thấy bằng mắt. Phải chăng cảnh sắc có thể nhìn thấy bằng tai? Cảnh sắc có thể nhìn thấy bằng mũi? Cảnh sắc có thể nhìn thấy bằng lưỡi? Cảnh sắc có thể nhìn thấy bằng thân? Cảnh sắc có thể nhìn thấy bằng ý? Phải chăng âm thanh có thể được nghe bằng mắt? Âm thanh có thể được nghe bằng mũi? Âm thanh có thể nghe được nghe bằng lưỡi, âm thanh có thể nghe được bằng thân, âm thanh có thể được nghe bằng ý. Phải chăng mùi có thể ngửi bằng mắt, mùi có thể ngửi bằng tai, mùi có thể ngửi bằng lưỡi, mùi có thể ngửi bằng thân, mùi có thể ngửi bằng ý? Phải chăng vị có thể nếm bằng mắt, vị có thể nếm bằng tai, vị có thể nếm bằng mũi, vị có thể nếm bằng thân, vị có thể nếm bằng ý? Phải chăng cảnh xúc có thể được chạm bằng mắt, cảnh xúc có thể được chạm bằng tai, cảnh xúc có thể được chạm bằng mũi, cảnh xúc có thể được chạm bằng lưỡi, cảnh xúc có thể được chạm bằng ý? Phải chăng cảnh pháp có thể được chạm bằng mắt, cảnh pháp có thể được chạm bằng tai, cảnh pháp có thể được chạm bằng mũi, cảnh pháp có thể được nhận biết bằng lưỡi, cảnh pháp có thể được nhận biết bằng thân? Thưa Ngài, không đúng. Tâu Đại Vương, quả là Ngài không liên kết điều sau điều trước, hoặc điều trước với điều sau. Tâu Đại Vương, hoặc giả ví như chúng ta đang ngồi ở đây, trong tòa lâu đài, nhìn thấy rõ rệt hơn cảnh sắc ở bên ngoài, trước mặt qua bầu không gian bao la, không hệ thống, các cửa sổ này được mở rộng. Như vậy, sự sống này ở nội thân có thể nhìn thấy cảnh sắc rõ rệt hơn cảnh sắc ở bên ngoài, trước mặt qua bầu không gian bao la, khi các nhãn môn này được mở rộng. Phải chăng có thể nghe âm thanh, có thể ngửi mùi, có thể nếm vị, có thể chạm rõ rệt hơn cảnh xúc ở bên ngoài, trước mặt qua bầu không gian bao la, khi các tai được mở rộng, khi mũi được mở rộng, khi lưỡi được mở rộng, khi thân được mở rộng? Thưa ngài, Tâu Đại Vương, quả là Ngài không liên kết sau với điều trước, hoặc điều trước với điều sau. Tâu Đại Vương, hoặc giả ví như vị Đinh Ná
này đi qua, đi ra bên ngoài, rồi đứng ở cổng bên ngoài cửa lớn. Tâu đại vương, phải chăng ngài biết vị đinh ná này đã đi ra bên ngoài, rồi đứng ở cổng bên ngoài cửa lớn? Thưa ngài, đúng vậy, trẫm biết. Tâu đại vương, hoặc giả ví như ngài đinh ná này đi vào bên trong, rồi đứng phía trước ngài. Tâu đại vương, phải chăng ngài biết vị đinh ná này đã đi vào bên trong, rồi đứng phía trước ngài? Thưa ngài, đúng vậy, trẫm biết. Tâu đại vương, tương tự y như thế, khi vị nếm được đặt ở lưỡi, phải chăng sự sống này ở nội thân có thể biết được vị chua, hoặc vị mặn, hoặc vị đắng, hoặc vị cay, hoặc vị chát, hoặc vị ngọt? Thưa ngài, đúng vậy, có thể biết. Khi các vị nếm ấy đã đi vào bên trong cổ họng, phải chăng có thể biết được vị chua, hoặc vị mặn, hoặc vị đắng, hoặc vị cay, hoặc vị chát, hoặc vị ngọt? Thưa ngài, không đúng. Tâu đại vương, quả là ngài không liên kết điều sau với điều trước, hoặc điều trước với điều sau. Tâu đại vương, ví như người nào đó bảo mang lại 100 hũ mật ong, bảo đổ đầy máng mật, rồi bích kính của một người đàn ông và đặt vào ở máng mật ong. Tâu đại vương, người đàn ông ấy có thể biết được có mật ong hay không có? Thưa ngài, không thể. Vì lý do gì? Thưa ngài, bởi vì mật ong đã không đi vào miệng của người ấy. Tâu đại vương, quả là ngài không liên kết điều sau với điều trước, hoặc điều trước với điều sau. Thưa ngài, trẫm không có khả năng để trò chuyện với nhà diễn thuyết như ngài. Thưa ngài, lành thay, xin ngài nói về ý nghĩa. Vị trưởng lão đã giúp cho đức vua Milinda hiểu được bằng sự thuyết giảng liên quan đến vi diệu pháp. Tâu đại vương, trong trường hợp này, tùy thuận vào mắt và các cảnh sắc và nhãn thức sanh lên, như vậy các pháp này sanh lên do duyên, xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, và đồng sanh với nó. Bởi vì ở đây, sự hiểu biết có thể đạt được là không đúng, tùy thuận vào tai và các cảnh thinh như trên, tùy thuận vào ý và các cảnh pháp mà ý thức sanh lên, xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý là đồng sanh với nó. Như vậy, các pháp này sanh lên do duyên. Vì ở đây, sự hiểu biết có thể đạt được là không đúng. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Câu số 7. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, có phải nhãn thức sanh lên ở nơi nào thì ý thức cũng sanh lên ở nơi ấy? Tâu đại vương, đúng vậy. Nhãn thức sanh lên ở nơi nào thì ý thức cũng sanh lên ở nơi ấy. Thưa ngài Nagasena, có phải nhãn thức sanh lên trước ý thức sanh lên, ý thức sanh lên sau, hay là ý thức sanh lên trước, nhãn thức sanh lên sau? Tâu đại vương, nhãn thức sanh lên trước, ý thức sanh lên sau. Thưa ngài Nagasena, có phải nhãn thức ra lệnh cho ý thức rằng tôi sanh lên ở nơi nào thì anh cũng sanh lên ở nơi ấy, hay là ý thức ra lệnh cho nhãn thức rằng anh sẽ sanh lên ở nơi nào thì tôi cũng sẽ sanh lên ở nơi ấy? Tâu đại vương, không đúng. Chúng không có sự chuyện trò với nhau. Thưa ngài Nagasena, nhãn thức sanh lên ở nơi nào, sanh lên ở nơi ấy, nghĩa là thế nào? Tâu đại vương, là tính chất xuôi chiều, tính chất
cửa lớn nhất tập quán và tính chất thực hành. Thưa Ngài Nagasena, thế nào là tính chất xuôi chiều khiến nhận thức sanh lên ở nơi nào thì ý thức cũng sanh lên ở nơi ấy? Xin Ngài cho ví dụ. Tâu Đại Vương, Ngài nghĩ gì về điều này? Trong khi trời đang mưa, nước di chuyển theo lối nào? Thưa Ngài, lối nào là lối đi xuống thì đi theo lối đó. Rồi vào lúc sau đó trời vẫn mưa, thì nước ấy di chuyển theo lối nào? Thưa Ngài, nước lúc trước đã di chuyển theo lối nào thì nó cũng di chuyển theo lối đó. Tâu Đại Vương, phải chăng nước lúc trước ra lệnh cho nước lúc sau rằng tôi di chuyển theo lối nào thì anh cũng di chuyển theo lối ấy, hay là nước lúc sau ra lệnh cho nước lúc trước rằng anh sẽ di chuyển theo lối nào thì tôi sẽ di chuyển theo lối ấy? Tâu Đại Vương, không đúng. Chúng không có sự chuyện trò với nhau. Chúng di chuyển theo tính chất xuôi chiều. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, tính chất xuôi chiều khiến nhãn thức sanh lên ở nơi nào thì ý thức cũng sanh lên ở nơi ấy. Nhãn thức không ra lệnh cho ý thức rằng tôi sanh lên ở nơi nào thì anh cũng sanh lên ở nơi ấy. Ý thức cũng không ra lệnh cho nhãn thức rằng anh sẽ sanh lên ở nơi nào thì tôi cũng sanh lên ở nơi ấy. Chúng không có sự chuyện trò với nhau. Chúng sanh lên theo tính xuôi chiều. Thưa Ngài Nagasena, thế nào là tính chất cửa lớn khiến nhãn thức sanh lên ở nơi nào thì ý thức sanh lên ở nơi ấy? Xin Ngài cho ví dụ. Tâu Đại Vương, Ngài nghĩ gì về điều này? Thành ở biên địa, nước của đức vua, có tường vững chắc và cổng chào và một cửa lớn. Do đó, một người đàn ông có ý định đi ra thì có thể đi ra theo lối nào? Thưa Ngài, có thể đi ra theo lối cửa lớn. Rồi một người đàn ông khác ý định đi ra thì có thể đi ra theo lối nào? Thưa Ngài, người đàn ông trước đã đi ra theo lối nào thì người ấy cũng đi ra theo lối đó. Tâu Đại Vương, phải chăng người đàn ông trước ra lệnh cho người đàn ông sau rằng tôi đi theo lối nào thì anh cũng đi theo lối ấy? Hay là người đàn ông sau ra lệnh cho người đàn ông trước rằng anh sẽ đi theo lối nào thì tôi cũng đi theo lối ấy? Thưa Ngài, không đúng. Họ không có sự chuyện trò với nhau. Họ đi theo tính chất cửa lớn. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, tính chất cửa lớn khiến nhãn thức sanh lên ở nơi nào thì ý thức cũng sanh lên ở nơi ấy, và nhãn thức không ra lệnh cho ý thức rằng tôi sanh lên ở nơi nào thì anh cũng sanh lên ở nơi ấy. Ý thức cũng không ra lệnh cho nhãn thức rằng anh sẽ sanh lên ở nơi nào thì tôi cũng sanh lên ở nơi ấy. Chúng không có sự chuyện trò với nhau. Chúng sanh lên theo tính chất cửa lớn. Thưa Ngài Nagasena, thế nào là tính chất tập quán khiến nhãn thức sanh lên ở nơi nào thì ý thức sanh lên ở nơi ấy? Xin Ngài cho ví dụ. Tâu Đại Vương, Ngài nghĩ gì về điều này? Một xe tải hàng đi đầu. Vậy xe tải hàng thứ nhì có thể đi theo lối nào? Thưa Ngài, xe tải hàng trước đã đi lối nào thì nó cũng đi theo lối đó. Tâu Đại Vương, phải chăng xe tải hàng trước ra lệnh cho xe tải hàng sau rằng tôi đi theo lối nào thì anh cũng đi theo lối ấy? Hay là xe tải hàng sau ra lệnh cho xe tải hàng trước rằng anh sẽ đi theo lối nào thì tôi cũng sẽ đi theo lối ấy? Thưa Ngài, không đúng. Chúng không có sự chuyện trò với nhau. Chúng đi theo tính chất tập quán. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, tính chất tập quán khiến nhãn thức sanh lên ở nơi nào thì ý thức cũng sanh lên ở nơi ấy, và nhãn thức không ra lệnh
cho ý thức rằng tôi sanh lên ở nơi nào, thì anh cũng sanh lên ở nơi ấy. Ý thức cũng không ra lệnh cho nhãn thức rằng anh sẽ sanh lên ở nơi nào, thì tôi cũng sanh lên ở nơi ấy. Chúng không có sự chuyện trò với nhau. Chúng sanh lên theo tính chất tập quán. Thưa Ngài Nagasena, thế nào là tính chất thực hành khiến nhãn thức sanh lên ở nơi nào, thì ý thức cũng sanh lên ở nơi đó, ở nơi ấy. Xin Ngài cho ví dụ như sự vụng về của thợ mới trong các lĩnh vực của nghề nghiệp về đo đếm thời gian sau đó với tính chất thực hành của sự làm việc cẩn thận khiến không về. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, tính chất thực hành khiến nhãn thức sanh lên ở nơi nào thì ý thức cũng sanh lên ở nơi ấy, và nhãn thức không ra lệnh cho ý thức rằng tôi sanh lên ở nơi nào thì anh cũng sanh lên ở nơi ấy. Ý thức ra lệnh cho nhãn thức rằng tôi sẽ sanh lên ở nơi nào thì anh sẽ sanh lên ở nơi nào thì tôi cũng ở nơi ấy. Không có sự chuyện trò với nhau, chúng sanh lên theo tính chất thực hành. Thưa Ngài Nagasena, có phải nhị thức sanh lên ở nơi nào thì ý thức cũng sanh lên ở nơi ấy như trên? Tỷ thức sanh lên ở nơi nào như trên? Thiệt thức sanh lên ở nơi nào như trên? Thân thức sanh lên ở nơi nào thì ý thức cũng sanh lên ở nơi ấy? Tâu Đại Vương, đúng vậy. Thân thức sanh lên ở nơi nào thì ý thức cũng sanh lên ở nơi ấy. Thưa Ngài Nagasena, có phải thân thức sanh lên trước ý thức sanh lên sau, hay là ý thức sanh lên trước thân thức sanh lên sau? Tâu Đại Vương, thân thức sanh lên trước ý thức sanh lên sau. Thưa Ngài Nagasena, có phải như trên, chúng không có sự chuyện trò với nhau, chúng sanh lên theo tính chất thực hành? Thưa Ngài Nagasena, Ngài khôn khéo. Dạ, kính thưa sư, kính thưa đạo tràng, dạ con xong phần chánh kinh câu số 6 và câu số 7. Và dạ, sau đây con kính cung thỉnh sư Huy Niệm từ Bi Hoan Hỷ đăng đàn để cho chúng con bài học ngày hôm nay. Dạ con kính dâng mic lại cho sư ạ. À. Dạ con xin xuống mic. Dạ con cảm ơn đạo tràng. Dạ, sa thú, xin cảm ơn cô Nguyên Trang đã giúp cho lớp học chúng ta đọc cái phần chánh văn của bài học hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta làm lễ tam bảo, sau đó mình sẽ đi tham khảo về nội dung của đoạn số 6 và số 7 ngày hôm nay. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh đẳng giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ân Đức Pháp có công năng hướng thượng, đưa đến sự lợi ích cho những ai có lòng tin và thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ơn Đức Tăng, những bậc được truyền thừa Phật pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm, vô phạm của chúng sanh, lập tiền của tiên và loài người. Chúng con sẽ làm lễ ba ngôi cao quý đó. Kính thưa quý vị, ở trong phần bài học hôm nay nhắm đến đề cập đến hai điều. Thứ nhất là để giải tỏa nghi hoặc cho Đức Vua Milinda về cái tri kiến mà phàm phu thường hay bị mơ hồ, chưa có được rõ ràng. Đó chính là mình luôn có một cái loại phiền não, đó chính là thân kiến. Đối với, nhất là đối với danh pháp, đối với tâm này, mình luôn có một cái cảm giác là luôn có một cái tự ngã thường hằng ở sẵn ở trong đây.
Và thông qua điều này thì Ngài Nagasena Ngài đã chỉ ra cho Đức Vua thấy được cái tính chất vô ngã của sự vận hành của danh pháp và sắc pháp. Nó chẳng qua nó chỉ là những cái sự diễn hoạt tùy thuận theo nhân và duyên của pháp để mà sanh khởi lên cái sự nhận biết ở nơi sáu cái cửa ngõ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là ở trong cái sự diễn hoạt của của tâm á, thưa quý vị, khi mà nhận biết cảnh á thì nó có hai cái trường hợp, nó có hai loại, chính là tâm lộ sanh khởi để nhận biết năm đối tượng là sắc, thinh, khí, vị, xúc, hay chúng ta có là tâm lộ ngũ môn. Và một cái loại quy trình diễn hoạt thứ hai diễn ra ở ý môn, đó để nhận biết cảnh pháp, thì đây được gọi là tâm lộ ý môn. Rồi cũng được ngài Nagasena ngài đề cập, ngài trình bày cho Đức Vua thấy cái sự tiếp nối giữa hai cái loại tâm lộ này, chứ không có một cái tự ngã nào cả, nó có sẵn, nó thường hằng, nó bất biến ở trong đó. Rồi như vậy chúng ta đã xác định được mục tiêu của bài học. Bây giờ thì sư sẽ trình bày cho quý vị những điểm cần thiết. Giờ có thể nói rằng cái chướng ngại tinh thần đầu tiên mà được xem như là khó bứt phá nhất của hàm phu đó, thưa quý vị, chúng ta thấy có nhiều cái loại phiền não lắm, chẳng hạn như tham, sân, si, rồi phẫn nộ, vân vân. Nhưng mà tuy nhiên đối với phàm phu đó, thưa quý vị, thì có một cái thứ phiền não mà chúng ta cần phải vượt qua đầu tiên hết, đó chính là thân kiến. Thân kiến kajadithi, đây là một loại phiền não phải nói rằng là nó đeo bám chúng sanh, làm cho chúng sanh không khỏi được cái phàm tính và không có thể nhập vào được trong cái cảnh giới của bậc thánh. Bởi vì đối với thân luôn làm cho tâm của chúng ta phàm phu á bị ám ảnh bởi một cái tự ngã thông qua cái sự diễn hoạt của cái đời sống sinh hoạt của mình, khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng hoặc là suy nghĩ. Kể cả một người giàu cho có sống với một cái xu hướng độc ác như thế nào thì thân kiến này nó cũng có mặt. Và cho dù một người sống hiền thiện á, thưa quý vị, một người sống hiền thiện thiên về thiện pháp á, ít ác nhưng mà lại thích thiện, thì cái loại phiền não thân kiến này nó cũng không có buông tha. Cho nên đối với cả hai hạng người, sống thuần về ác hoặc là sống thuần thuần về thiện, hoặc là sống coi như là 50-50, vừa có ác mà cũng vừa có thiện, thì cái loại thân kiến này không có buông tha cho ai hết. Chúng ta có thể không có cái loại phiền não nghiêm trọng, chẳng hạn như là không vào trên đời này có phước có tội vân vân, không tin vào trên đời này có những cái pháp tu tập để dẫn đến cái sự tái sanh vào những cái cảnh giới an lạc, hoặc là bác bỏ những cái tính chất của pháp bất thiện, nó không có là gì cả, hoặc là bác bỏ cả những cái tính chất của thiện pháp, hoặc là bác bỏ cả những cái kết quả tu tập của những người được xem như là thành tựu được thượng nhân pháp trong thế gian này. Chúng ta có thể không có cái loại phiền não đó, nhưng mà cái loại phiền não thân kiến thì chắc chắn phàm phu là phải có. Bởi vì xét trên cái khía cạnh những kiết sử cần phải được chấm dứt, thưa quý vị, ở phần đầu tiên chúng ta thấy đối với một vị hữu học đó, thưa quý vị, thì vị ấy đoạn trừ được ba cái loại kiết sử. Nhưng mà nói là ba thôi, nhưng mà chúng ta nhìn kỹ chúng ta sẽ thấy thân kiến, nghi và giới cấm thủ. Hai cái loại phiền não nghi và giới thủ chẳng qua nó chỉ là một cái hệ quả cũng bứt được từ cái việc đoạn trừ thân kiến mà ra. Nghi có nghĩa là gì? Nghi có nghĩa là mình không có quyết đoán,
mình có cái sự lưỡng lự, chưa có tin chắc vào cái đạo lộ bước đi để mà hướng đến cái sự giải thoát, hướng đến cái sự giải thoát một cách hoàn toàn. Chính vì vậy mà mình hay tin vào những phương cách này, phương cách nọ vân vân, nhưng mà trên thực tế thì để mà tin tưởng hoàn toàn vào một cái đạo lộ sở dĩ có thể đưa đến sự giải thoát thì chúng ta chưa có chắc chắn lắm. Đó, điều này nó khởi lên từ từ thân kiến thưa quý vị. Rồi thêm một cái thứ nữa, thêm một thứ nữa đó là giới cấm thủ. Giới cấm thủ đó chính là những cái việc nắm giữ, cái sự nắm giữ, tin tưởng vào những cái đường lối thực hành. Ngoài ra, con đường tu tập hướng đến sự giải thoát thực sự, tức là bất cứ những cái phương cách nào mà chúng ta tin rằng đó là con đường, đó là đạo lộ dẫn đến sự giải thoát, như thực tế những pháp đó nó không có đưa đến sự nắm giữ. Thì tất cả pháp này thưa quý vị, chúng ta thấy rằng thật ra nó nương tự từ thân kiến mà ra. Khi mà một vị mà đã chấm dứt được thân kiến thì vị đó đã chắc chắn được con đường rồi. Mà khi đã chắc chắn được con đường, không còn nghi hoặc đối với phương cách thực hành nữa rồi, thì bây giờ lúc bây giờ cái chuyện hoài nghi nó không có còn chỗ đứt, và cái việc nắm giữ vào những cái phương cách ngoài ra nó không có tồn tại. Đó, cho nên chính vì thế mà thấy rằng chính thân kiến nó là một cái pháp thật sự rất khó đoạn trừ. Nếu như mà một người tu tập chỉ cần bước được pháp này là xem như chúng ta đã hoàn thành 99% cái đạo lộ hướng đến sự giải thoát. Tại sao lại nói như vậy thưa quý vị? Vì mình nên nhớ rằng đối với trường hợp là bậc thánh dự lưu thì vị ấy chắc chắn hướng đến chánh giác. Cho nên chỉ cần bước được thân kiến thôi thì cái phần còn lại thì trước sau gì vị đó cũng sẽ hoàn tất, bởi vì vị đó đã không có nghi ngờ và chắc chắn cái chiều hướng tâm của vị đó sẽ thiên về sự thực hành hướng đến sự giải thoát, chứ không có còn quay trở lại cái trạng thái lên xuống bấp bênh lúc này lúc khác là giống như phàm phu. Thưa quý vị, ở đây trong cái phần bài học này á, ngài Nagasena ngài chỉ ra cho Đức Vua thấy được cái sự diễn hoạt của sự biết cảnh ở nơi sáu môn. Ở trong phần này chúng ta phải bắt buộc phải nói một chút gì đó về cái quy trình diễn hoạt của tâm ở nơi sáu môn. Hôm nay cái phần bài học này mà có để đưa cho đại đức tự nhẫn thuyết thì là đúng đúng người rồi. Sáu môn mắt tai mũi lưỡi thân ý với lại sắc thân khí vị xúc. thực tế cái bản chất của một chúng sanh đó thưa quý vị, và nó chỉ là một cái theo như trong A Tỳ Đàm nói thì chỉ là một cái sự vận hành diễn hoạt của hai cái hệ thống. Thứ nhất là tâm pháp, và thứ hai là sắc pháp, sự diễn hoạt của sắc pháp. Hai cái sự diễn hoạt này nó đi cặp với nhau. Nhưng cũng có cái trường hợp thưa quý vị, nhưng cũng có cái trường hợp đối với một vài những chúng sanh nó chỉ có cái sự hiện khởi, sự diễn hoạt của danh pháp mà thôi, chứ không có sắc pháp, như trường hợp chúng sanh ở cõi vô tưởng, xin lỗi quý vị, ở cõi vô sắc. Còn trường hợp mà có đầy đủ hai cái sự diễn hoạt đi song hành với nhau, luôn luôn đi cặp với nhau, đó chính là chúng sanh ở cõi có chúng sanh ở cõi ngũ uẩn, tức là đầy đủ danh pháp và sắc pháp. Thì thứ nhất chúng ta thấy rằng ở đây bản chất của một con người thực ra chỉ là sự nhận biết, sự sinh hoạt của tâm pháp biết ở nơi sáu môn. Bây giờ mình phân biệt một chút như thế nào, xin nói một chút như thế nào là môn đoà ra. Ở trong giáo lý của A Tỳ Đàm thưa quý vị, có đề cập đến
Thứ nhất là sáu cái chỗ nương của nhãn thức, sáu cái chỗ nương của tâm khi mà biết cảnh sắc thinh khí vị xúc và pháp đó thưa quý vị, thì sáu cái chỗ nương đó trong trường hợp là như vậy thì chúng ta gọi được gọi nó là sáu vật, tức là sáu quách thú. Sáu cái cứ điểm đó là sáu cái chỗ nương sanh của tâm thức để biết cảnh tương ứng. Rồi, nhưng trong cái trường hợp khác thì, và cũng chính cái sáu cái vật này nó cũng đóng cái trò là sáu môn, sáu cái cửa ngõ. Khi mình gặp phải hai cái từ là vật và môn thì chúng ta nên có cái sự phân biệt như thế này. Tại sao không nói một cái thôi là sáu vật thôi hay là sáu môn không thôi, nhưng mà phải có lúc sử dụng như thế này và có lúc phải dùng cái từ khác đi. Thưa quý vị, nó có cái sự khác biệt một chút. Thật ra chi pháp á, thì nó cũng có cái sự giống nhau. Đối với sáu đối với vật đó thưa quý vị, là muốn ám chỉ đến là khi chúng ta đề cập đến cái pháp nào, cái sắc thần kinh nó là cái chỗ nương sanh của tâm thức khi mà biết cảnh tương ứng, thì trong trường hợp đó chúng ta gọi nó là vật quách thú. Nhưng khi cái trường hợp mà chúng ta muốn nói đến sáu nơi nó là cái cửa ngõ để cho sáu cảnh đi vào, từ đó từ sáu cái cửa ngõ đó nó khởi sanh lên cái sự diễn hoạt của tâm thức, thì trong trường hợp như vậy chúng ta dùng theo cái ý nghĩa gọi là sáu môn. Cái chi pháp của nó cũng có cái sự khác biệt một chút thưa quý vị. Đối với sáu vật á, là chi pháp gồm có sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh thiệt, sắc thần kinh thân và sắc ý vật, thì trường hợp đó được gọi là sáu vật. Nhưng mà chi pháp của sáu môn đó thưa quý vị nó có khác một chút. Đối với năm cái pháp đầu tiên thì nó giống nhau về chi pháp, tức là sáu môn cũng là sáu vật, năm môn là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn và ý môn, nó cũng là chi pháp là năm cái sắc thần kinh. Nhưng mà riêng có ý môn á, ý môn thì nó không có phải chi pháp là sắc ý vật, mà ý môn ở đây chi pháp của nó là 19 cái tâm quả tái tục, 19 tâm quả tái tục. Nó khác một chút như vậy thôi. Nó giống nhau đồng chi pháp bởi năm cái pháp đầu tiên, nhưng mà cái pháp thứ sáu á, ý vật và ý môn á, chi pháp khác nhau. Ý vật là sắc ý vật. Còn ý môn á, là 19 tâm quả tái tục. 19 tâm quả tái tục đó là gì? Đó chính là hai tâm quan sát vô nhân. Hai tâm quan sát vô nhân. Quan sát thọ xả đó thưa quý vị, vô nhân. Nó làm công việc tái tục. Tám tâm đại quả, dục giới và chín tâm quả đáo đại. Thì tổng cộng là 19 tâm. Thì trong trường hợp đó chi pháp của nó là 19 tâm quả, thì nó có chi pháp ý môn là chi pháp là 19 tâm quả này. Tại sao lại như vậy thưa quý vị? Bởi vì theo như cái theo như sự giải thích đó, thì nó có hai nguyên nhân mà nó có sự khác biệt chi pháp giữa ý vật và ý môn. Bởi vì trường hợp của ý môn đó, thưa quý vị, trường hợp của ý môn đó, nó bắt cảnh rất là đa dạng và phức tạp. Trong khi năm ý môn đầu tiên nó chỉ bắt năm cái loại cảnh tương ứng và thuần túy là cảnh sắc mà thôi, cảnh sắc hiện đại mà thôi, nó không có bắt loại cảnh khác. Nhưng mà ý môn thì nó bắt cảnh rất là nhiều loại và phức tạp. Cho nên chính vì vậy mà đối với sắc ý vật đó thưa quý vị, nó là một cái loại sắc pháp, nó không có đủ sức mạnh để mà bắt cảnh đa dạng và nhiều, nhất là trường hợp cảnh danh pháp. Thì trong trường hợp này nó không có đủ sức, chính vì thế đó là cái nguyên nhân đầu tiên.
Còn nếu mà cái chi pháp của nó là cái 19 cái tâm quả tái tục á, thì nó là danh pháp, môn đó nó chính là danh pháp. Cho nên danh pháp thì nó có đủ sức mạnh, nó có đủ sức mạnh để thâu nhận tất cả các loại cảnh thô tế, quá khứ, hiện tại, vị lai. Rồi danh pháp là sắc pháp, chế định, chân đế, kể cả niết bàn luôn. Cho nên chính vì vậy mà chính vậy mà chi pháp nó khác nhau, đó là nguyên nhân thứ nhất. Có một nguyên nhân thứ hai nữa mà chúng ta ở đây nên nhớ, sau này mình gặp á, mình sẽ học đến, quý vị học An Tỳ Đàm sẽ học đến vật và môn á, thì quý vị hiểu được lý do tại sao nó đồng với nhau năm chi pháp đầu, nhưng mà chi pháp sau là ý vật và ý môn nó lấy chi pháp khác nhau. Cái nguyên nhân thứ hai đó chính là nguyên nhân cảnh giới. Chúng ta nên nhớ rằng không phải cảnh giới nào cũng có đầy đủ cả sắc pháp và danh pháp. Có một số những chúng sanh có đầy đủ danh pháp và sắc pháp, nhưng có những chúng sanh những chúng sanh hiện hữu dưới hình thức không có sắc pháp. Cho nên trong cái trường hợp này không có sắc pháp thì vốn nó hẳn sẽ không có sắc ý vật. Chẳng hạn như chúng sanh vô sắc. Cho nên chính vì thế mà để thâu bắt cảnh pháp đó, thì bắt buộc cái cửa ngõ để mà làm khởi sanh cái quy trình của tâm pháp, nó phải là danh pháp, chứ nó không thể là sắc pháp, bởi vì cảnh giới đó nó không có, chúng sanh đó nó không có sắc pháp. Cho nên trường hợp này cái ý môn nó phải là danh pháp. Chính vì vậy cái chi pháp của ý môn là 19 tâm quả, 19 tâm quả tế tục. Rồi như vậy chúng ta đã phân biệt được như thế nào, trong trường hợp nào và lý do tại sao được dùng theo ý nghĩa là quách thú, là vật, và trong trường hợp nào được dùng theo cái ý nghĩa là môn. Sư nói là được dùng là vật là nói đến ý nghĩa những cái đó, những pháp đó nó là chỗ nương của tâm thức, chỗ nương sanh nha, chỗ nương sanh của tâm thức. Được dùng theo ý nghĩa là môn là muốn nói đến nó là cửa ngõ để cho sáu cái đối tượng cảnh đi vào, và từ đó khởi sanh cái lộ trình tập. Trong trường hợp muốn nói đến điều đó thì sáu cái nơi đó được dùng theo ý nghĩa là môn, là cửa. Rồi như vậy đó là cái vấn đề thứ nhất. Thưa quý vị, khi mà chúng ta sinh hoạt ở trong cái đời sống này á, thì nó có ba cái thời điểm. Đó chính là cái thời điểm mà lúc mà mình tái tục, thời điểm và lúc mà mình sống ở trong cái thời gian bình nhật, và cái thời điểm vào lúc cận tử. Cho nên cái lộ trình tâm á, cái quy trình diễn hoạt của tâm pháp nó cũng phân ra làm ba cái thời điểm, đó là thời tái tục, bình nhật và thời cận tử. Thời tái tục và thời bình nhật nó tương đối đơn giản, bởi vì nó ít cái trường hợp hơn. Tuy nhiên ở trong cái thời bình nhật đó, thưa quý vị, nó rất là đa dạng, bởi vì nó có nhiều những cái trường hợp con người sống ở trong cái thời bình nhật, chẳng hạn như là trường hợp của phàm phu nè, thì lộ trình tâm có sự diễn hoạt tâm ở thời bình nhật, ngũ môn và ý môn nó khác. Rồi vị thánh vị đang tu tập và đang trong cái quy trình đắc đạo chẳng hạn, rồi vị đang nhập thiền quả vân vân, tu tập để chứng đắc thiền, trong cái trường hợp chứng đắc thiền sắc giới và đang nhập thiền sắc giới hoặc là thiền vô sắc vân vân. Chính vì thế mà lộ tình trình tâm ở trong thời bình nhật thì khởi sanh ở nơi sáu môn, thưa quý vị, nó tương đối nó phức tạp hơn, nó nhiều hơn. Ở đây nó có hai cái trường hợp, nó có hai trường hợp để dẫn đến cái quy trình diễn hoạt. Thứ nhất là trường hợp thứ nhất, đó chính là được gọi là tâm lộ ngũ môn. Tâm lộ ngũ môn tức là cái trường hợp diễn hoạt của tâm khi mà có năm cảnh, năm trần cảnh là sắc, thinh, khí, vị, xúc đi vào trong dòng tâm thức, và từ đó làm khởi sanh lên cái sự biết cảnh.
tương ứng là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị hoặc là cảnh xúc, thì trường hợp đó được gọi là lộ ngũ môn. Lộ ngũ môn. Một cái trường hợp thứ hai đó chính là lộ ý môn, là cái sự diễn hoạt của tâm thức khi mà nhận biết tâm, nhận biết cảnh, cảnh pháp. Nó có hai loại như vậy thôi. Và trong hai loại này thưa quý vị, phải nói rằng là chúng ta cái sự diễn hoạt nó liên tục và đang xen lẫn nhau. Thứ nhất là lộ trình tâm nhận biết ở nơi năm cái đối tượng, đó là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Thì thưa quý vị, nó có tổng cộng nó có 4 trường hợp. Cái này sư nói sơ sơ qua thôi. Nó có 4 trường hợp. Thứ nhất là cái trường hợp diễn hoạt cảnh rất lớn. Trường hợp thứ hai là trường hợp diễn hoạt cảnh lớn. Trường hợp thứ ba là trường hợp diễn hoạt của tâm thức đối ứng cảnh nhỏ. Và cuối cùng trường hợp thứ tư đó là trường hợp diễn hoạt cảnh rất nhỏ. Đối với lộ ý cũng vậy nữa. Thưa quý vị, lộ ý nó cũng có 4 trường hợp. Thứ nhất là cái trường hợp là lộ ý môn cảnh cực rõ ràng, có nghĩa là mình biết cảnh rất là rõ nét. Trường hợp thứ hai đó là trường hợp cảnh rõ, nó yếu hơn chút. Trường hợp thứ ba đó là cảnh không rõ, nó rất là mơ hồ. Và cuối cùng là trường hợp thứ tư, đó là trường hợp lộ ý môn cảnh mơ hồ. Nó giống như là nó lớp phớt vậy đó. Ở trong cái phần này á, ở trong phần thứ tư này của hai trường hợp lộ ngũ và lộ ý, thưa quý vị, diễn hoạt ở hai cái trường hợp này á, thì có thể nói rằng nó không có khởi lên những cái loại tâm xử lý cảnh và biết cảnh một cách rõ ràng, cho nên nó giống như nó mờ ảo vậy đó. Chính vì thế mà trên thực tế á, khi mà lấy những cái thời điểm, những cái trường hợp diễn hoạt, thì các vị thường hay để ý đến ba cái trường hợp đầu tiên thôi. Bởi vì ba cái trường hợp đầu tiên á, là cảnh nó có sức mạnh và tâm nó có sự xử lý tương ứng, biết cảnh tương đối rõ ràng. Đặc biệt nhất là cái trường hợp đầu tiên, cảnh rất lớn. Đây là một cái trường hợp rất là phổ thông. Trong cái tình huống mà đối tượng, cảnh, nhân, duyên khởi lên một cách đầy đủ, thân thể chúng ta khỏe mạnh, tỉnh táo, sắc thần kinh làm việc tốt, ok, thì những trường hợp, trong trường hợp này lộ trình tâm của mình nhận biết cảnh nó rất là rõ ràng. Nó bao gồm cái sự diễn hoạt, thưa quý vị, của một loạt tâm thức khởi lên một cách tương ứng đối với một cái cảnh sắc, mà không hề có một cái linh hồn hay tự ngã nào ở đó để mà luôn luôn chầu trực, luôn luôn biết sẵn hết. Chẳng hạn như đối với một cái quy trình diễn hoạt cơ bản nhất, nhỏ nhất, đơn độc nhất, thì nó tổng cộng nó có tới 17 sát na tâm. Nó có 17 sát na tâm tương ứng với một sát na sắc pháp. Bởi vì tại sao lại nói rằng trong một sát na sắc pháp thì phải có 17 sát na tâm trong trường hợp cảnh rất lớn khởi lên để mà nhận biết một cái sát na thì tồn tại của sát pháp đó một cách rõ ràng? Bởi vì cái thời lượng, cái tuổi thọ của danh pháp đó, thưa quý vị, nó ngắn hơn tuổi thọ của sắc pháp. Cho nên chính vì vậy mà sau này quý vị học A Tỳ Đàm, quý vị sẽ nghe một cái câu là tâm sanh diệt á, tâm sanh trụ diệt, nó nhanh hơn gấp tới 17 lần. Tức là sắc pháp từ lúc sanh lên, an trú và diệt đi một sát na, thì trong một sát na tương ứng của cảnh sắc đó, thì danh pháp nó đã khởi lên tới 17 sát na tâm. Nó nhanh hơn cái tuổi thọ của sắc pháp. Chẳng hạn như đối với sự thấy, thưa quý vị, đối với sự thấy, khi mà chúng ta nhìn thấy, thưa quý vị, nó không có phải đơn giản chỉ là lúc mà mình nhìn cái gì thì mình thấy rõ ràng, mình biết nó là cái gì hoặc là mình biết nó là ai.
Trên thực tế đó, trong trường hợp như vậy là nó đã diễn hoạt ra vô số rồi, rất là nhiều rồi. Nhưng mà bởi vì nó sanh khởi nhanh quá, cho nên chúng ta không có thấy được một cách đầy đủ tiếp cái chức năng xử lý của tâm pháp ở trong lộ trình tâm. Thực tế là nó có một cái chức năng riêng biệt của mỗi loại tâm pháp để làm công việc xử lý cảnh, thưa quý vị. Chẳng hạn như khi mà có cái sự xuất hiện của cảnh sắc tác động vào trong cái sắc thần kinh, cái sắc thần kinh, thì lúc bây giờ cái dòng hữu phần là tâm chủ quan của mình á, được gọi là tâm duy trì cái kiếp sống á, lúc bây giờ nó sẽ bị cắt ngang, nó sẽ có cái sự rúng động trước. Trên thực tế thì nó có cái sự rúng động trước, nó trải qua ba cái sắc na, nó mới ngưng lại. Ba sắc có ba cái tên gọi khác nhau. Sở dĩ có ba cái sắc na và có ba tên gọi khác nhau là do bởi cái cường độ tác động của cảnh sắc vào trong dòng hữu, nó có cái sự thay đổi và nó là tâm thức, nó cũng có cái tên gọi khác nhau. Chẳng hạn như mới đầu xâm nhập vào đầu tiên á, tâm thức đầu tiên thì lúc bây giờ nó có tên gọi là hữu phần vừa qua, tức là chính thức xâm nhập. Cái trường hợp này lúc bây giờ sắc pháp nó vẫn còn tồn tại mà, nó vẫn còn tồn tại, vẫn còn tuổi thọ. Lúc bây giờ nó tác động thêm một lần nữa, lần thứ hai cái sự tác động nó mạnh hơn rồi, bởi vì mới xâm nhập thì nó chưa có đủ mạnh, lần thứ hai nó mạnh hơn rồi, thì lúc bây giờ cái hữu phần chủ quan của tâm của mình á, để duy trì kiếp sống của mình á, nó có cái sự rung động, rung động, thì trường hợp này được gọi là hữu phần rung động. Thêm một sát na nữa, thêm một nhịp nữa tác động tiếp, thì lúc bây giờ chính cái lần thứ ba này á, cảnh sắc nó đã đủ mạnh để mà có thể chấm dứt cái dòng hữu phần của một con người. Cho nên lúc đó nó mang một cái tên gọi là hữu phần dứt dòng. Hữu phần dứt dòng, nó tên gọi là hữu phần dứt dòng. Rồi sau đó một loại tâm khởi lên làm một cái công việc sơ khởi đầu tiên để đón nhận cảnh sắc một cách chính thức. Đó chính là tâm khai ý môn, khai ngũ môn. Ai học vi diệu pháp nhìn vô bản nơi di pháp thì quý vị sẽ thấy rõ tâm khai ngũ môn đó, việc khai mở tâm thức để đón nhận cảnh ngũ, để đón nhận cảnh ngũ. Rồi sau đó nhãn thức mới bắt đầu sanh lên. Nhãn thức này á, thưa quý vị, nó chỉ là một cái sự nhận biết, cái sự thấy cảnh sắc một cách thuần túy thôi, chứ nó chưa hề nhận biết đó là cái gì đâu. Nó chỉ có một cái sự nhận biết một cách thuần túy, rất là đơn giản thôi, chưa có sự nhận định rõ ràng, định danh hay là xác định nó là cái vật gì. Rồi sau đó nó lại diệt đi, tâm đó nó lại diệt đi. Thì bây giờ sắc pháp nó vẫn còn tuổi thọ mà quý vị, vẫn còn mà. Thì những cái loại tâm còn lại là tâm tiếp thâu, quan sát, đoán định. Những cái loại tâm, ba cái loại tâm này nó sanh khởi tiếp theo, nó làm cái công việc chức năng để chuyển giao và cũng bắt đầu xác định cái đối tượng cảnh sắc này nên xử lý ứng xử theo cái lối thiện hay là bất thiện. Cho nên chính vì vậy mà ở cái tâm đoán định đó, thưa quý vị, tâm đoán định đó, nó rất là quan trọng. Trong cái trường hợp mà mình tu tập á, mà phàm phu á, thông thường á, ở tâm đoán định này nó khởi lên á, chúng ta phần lớn chúng ta chưa có cái khả năng để mà hướng tâm theo như cái tác ý, theo đúng mong muốn của mình. Ai cũng muốn coi như là tâm của mình hiền thiện á, mà cái đó mình đâu có phải muốn là được, thưa quý vị. Chúng ta phải tu tập, chúng ta phải tu tập sao mà cho mình đó nó theo cái
nhuyễn dễ mà có được xem như là đâu là khi đã nhu không có đó là theo những cái thói quen phiền não cố tật của mình thôi, mình đâu có theo chi pháp á, thưa quý vị, nếu nói theo chi pháp á, thì ở ngay trong cái sự diễn hoạt cái thấy thì nó đã có cái sự nó đã có dựa thấy rồi lộ, bởi vì xét trên phương diện của chi pháp á, thì chúng ta thấy rằng cái thấy nó chỉ có một sát na thôi, đó chính là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức hoặc là thân thức. Còn lại tất cả những cái tâm tiếp nối theo sau, đó chính là tiếp thâu, quan sát, phân đoán và tâm động lực. Thì những loại tâm đó nó thuộc về ý thức. Nó thuộc về ý thức. Cho nên cái thấy nó không bao giờ nó khởi lên một cách đơn độc được. Nó bắt buộc nó phải có cần cái sự xử lý theo cái quy luật của tâm pháp, theo bởi ý thức nối tiếp theo sau. Rồi chưa hết đâu thưa quý vị, chưa hết đâu, nó còn nhiều những cái lỗi khác khởi lên tiếp theo lắm. Chính vì thế mà chúng ta thấy rằng đối với một cái người mà không có tu tập á, không có
quán, thì những cái sinh hoạt của mình trong việc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng nó rất là rắc rối, nó rất là rắc rối. Chúng ta dễ dàng coi như là thổi phồng mọi thứ khi mà thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Tuy nhiên, ngược lại đối với trường hợp những nội tâm của những người mà có cái sự tu tập, quán sát, thì có thể nói rằng cái sự diễn hoạt của tâm nó rất là đơn giản. Đời sống của vị ấy nó rất là đơn giản. Khi mà vị ấy nhìn thấy, nghe ngửi, nếm đụng hoặc là suy nghĩ, dường như nó đi vào trong một cái nguyên tắc. Chỉ những cái đó cần thiết thì vị đó mới nhận biết cảnh mà thôi, chứ nó không có rắc rối phức tạp. Nó không có rắc rối phức tạp. Thấy mấy cái người mà người ta không có tu, người mà không có tu hành, không có luyện tập, tu tập á, vị thấy khi nói đến một cái vấn đề gì đó thôi, từ một chuyện đó thôi là nó miên man ra vô số hàng tỷ vấn đề khác. Cái sự diễn hoạt của tâm nó rất là phức tạp, thưa quý vị, nó rất là rắc rối. Còn đối với những người tu á, thưa quý vị, người ta rất là ít nói, người ta rất là ít đi lắng tai nghe, hóng hớt chuyện này chuyện nọ, vân vân. Người ta rất là ít bàn luận về đồ ăn, vị này vị kia, vân vân, này nọ. Và thậm chí người ta rất là ít bị suy nghĩ những điều không cần thiết, suy nghĩ lung tung lang tang. Cho nên vì vậy mà khi mà mình quan sát được cái sự diễn hoạt của tâm thức của mình đó, thưa quý vị, thì chúng ta sẽ có cái sẽ có cái cơ hội để mình thiết lập lại cái trật tự của đời sống tâm linh của chính mình. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ bớt tham, bớt sân, bớt si, bớt coi như là tán dóc, tán gẫu, bớt hí luận, rồi bớt đủ thứ chuyện hết, rắc rối. Bởi vì những cái đó là nó lòi ra những cái chuyện vớ va vớ vẩn khác thôi, chứ nó không có ích gì hết á. Và khi mà nó đã liên tục mà nó tạo ra những cái pháp khác rồi, thì thưa quý vị, vô những ác nghiệp có thể được tạo ra từ đó. Ta thấy nếu mà xét trên cái cương diện diễn hoạt của một cái nội tâm mà không có tu á, nó xảy ra vô số vấn đề, nó xảy ra vô số vấn đề ở trong đó. Cho nên ở đây ngài Nagasena, ngài đã trả lời cho Đức Vua thấy biết được rằng cái sự diễn hoạt của đời sống của một chúng sanh theo cái tinh thần vô ngã, vô ngã, không hề có một tự ngã nào có sẵn ở đó. Không hề có một tự ngã nào có sẵn ở đó. Sự diễn hoạt của việc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đó chỉ là những cái thế giới và làm cho chúng sanh biết cảnh tùy theo cái nhân duyên của nó mà thôi, chứ không có hề có tự ngã ở đây. Rồi như vậy thì hôm nay chúng ta mất nhiều thời gian trong cái việc đọc chánh văn, cho nên thời gian nó cũng bị giới hạn nhiều. Đến đây sư nghĩ rằng sư cũng đã trình bày cho quý vị một số những cái gì mà sư tin rằng nó cần thiết cho lớp học của chúng ta ngày hôm nay. Như vậy chúng ta kết thúc buổi học hôm nay là được rồi. Phần còn lại thì sư xin trả mic lại cho lớp học để làm những việc cần phải làm. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, thưa đạo tràng, có nghe được con không ạ? Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, con cảm ơn cô Huệ Ngọc, con cảm ơn Nguyên Trang. Dạ, con xin thay mặt tràng kính tri ân sư Vi Niệm đã giảng cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Dạ, thưa, nó cũng có khó sư. Tụi con cũng ráng chăm chú để nghe, mà con biết là diệu pháp nó hơi khó nuốt một chút xíu, mà tụi con cố gắng ạ. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẻ, con xin kính mời sư Vi Niệm thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con bạch sư. Dạ, con xin dâng mic lại cho sư ạ.
Tất cả phước báu hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tín thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xà thúc xà thúc xà thúc. Dạ đề quá ta san ti vi ma ra quá si ni thu bê kha rê bô thi kha rê ta hân ta hân. Ta tham ma đa nê na pha văn tu phu chi ta so tình ca rôn tê ta vi ha ra măng đà lê. Thế cha cha mắn cha na hoa ca cha tình ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca. Ga ma cha đề sa ni ga ma cha y sa ra sắp ba na phu ta su khi ta pha văn tu tê. Cha bu cha ye bi cha an da sam pha hoa san se da cha ta tha vô pa pa ti ca. Ni ya ni cam tham ma wa rang pa tin cha te sam be bi dung ka sa ka ron tu sang ka yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham mat tha ra cha bung ga la sang ko ho tu sa mak go wa an tha ya cha hi ta ya cha am he rang tu sang tham mo sam bê bi tham ma cha ri no gu thân sam ba bu nay ya ma tham ma ri yap ba we di te i đăng no nya ti năng ho tu su khi ta hoan tu nya ta yo i đăng no nya ti năng ho tu su khi ta hoan tu nya ta yo i đăng no ho tu hoan tu nha ta vô ý đằng quá tám mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày lai. Và Nguyên Như xin kính mời chư vị trở lại với Nguyên Như Kỳ Viên để học môn vi diệu pháp với kinh Milanda vào ngày thứ sáu ở Mỹ và cũng là sáng thứ bảy ở Việt Nam. Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.